Rồi, hàng tôi chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về mấy dòng điện thoại Samsung, Vivo, Apple, Redmi rồi ha. iPhone và iPad nha. iPad 4, iPad mini. Rồi, bây giờ em siêu em test máy báo giá từng cái cô chú anh chị nào mình ưng cái nào thì chốt liên hệ với em nha. Số điện thoại của em là 0939301439 ha. Dạ thì số Zalo của em cũng là số đó luôn. Cô chú anh chị mình các bạn Zalo muốn hỏi thông tin gì thì các bạn Zalo với em nha. Chiều tầm 4 giờ rưỡi em bán ngoài sân vận động Tân An ha. Em bán chiều em bán ngoài sân vận động Tân An. Ban ngày cô chú anh chị nào ở khu vực thành phố Tân An tới nhà test máy xem máy trực tiếp luôn ha. Rồi bây giờ em vô em test máy ha. Rồi iPad 4. iPad 4 bên em có xài sim nha cô chú anh chị. Đây thì các chức năng em đã tải sẵn hết cho cô chú anh chị luôn. Zalo, Facebook, TikTok, Messenger rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ vô em test loa cho cô chú anh chị nha. Em mở YouTube cho cô chú anh chị xem luôn nha. Màn hình ha. Màn hình không đốm, không ám mố gì hết ha. Máy là đẹp nha. Máy đẹp nha cô chú anh chị. Máy này thì lúc nào bên em cũng có nha. Cô chú anh chị nào mua thì cứ liên hệ với em. Đây, em test cái loa của nó đây nha. Rồi, 1,4 triệu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mình có nhu cầu mua ốp lưng thì em mua giùm ha. Rồi, tiếp theo con này cũng iPad 4 luôn. Xài sim nha, có xài sim nha. Rồi. Ngoại hình 85 ý ngoại hình 95% nha. Con này tắt máy rồi. Cô chú anh chị nào mua thì kết bạn Zalo với em ha. Còn đây là iPad mini. iPad mini này mới về hai cây ha. Màu đen và màu trắng bạc. Không có xài sim thì 900k, còn cây nào xài sim là 1 triệu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo em test máy kỹ hơn ha. Rồi hôm nay em like dòng rẻ trước nha. iPhone 5 ha. iPhone 5 để em coi cây này còn vân tay không. Rồi cây này mất vân tay 750 nha cô chú anh chị. 750. Còn vân tay là 850 nha. Rồi con này 600k. 5G. Máy đẹp. Sáu trăm k cho cô chú anh chị ha. Còn cái này 6G. 6G 128 GB. Pin 100 ha. Máy đẹp. Máy đẹp 96-97%. Mặt lưng đẹp mà có bên cái sườn thì nó hơi trầy nhâm nhâm ha. Rồi 128 GB. Mất vân tay. Pin 100. Giá 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. Cây này hết pin hay gì rồi. Rồi cây này màu xám nè, em quên bao nhiêu y rồi. Cô chú anh chị nào mình mua thì nói em gửi hình ảnh Zalo xem sao nha. Con này có cường lực luôn nha, có cường lực sẵn cho cô chú anh chị nha. iPhone 6 Plus 64 GB LLA. Để em coi cái còn vân tay không.
mất vân tay. Rồi con này giá 1,5 triệu nha cô chú anh chị. iPhone 6 Lốt 64 GB, mất vân tay, pin 100. Rồi con này cũng vậy luôn nha, 64 GB, mất vân tay luôn. Con này có ốp lưng, cô chú anh chị nào mua cái này được tặng mới ốp lưng nha. Bên em là tất cả các dòng điện thoại là được tặng cấp sạc hết nha, được tặng cấp sạc ha. Rồi giá 1,5 triệu luôn. Con này 6S lốt. Con này là được tặng ốp lưng nha. Cái nào có là em tặng hết, còn cái nào không có là em không có tặng nha. Con này 32 GB. Con này thì pin nó 80 mấy% mà nha, 81%. Vân tay còn đầy đủ luôn nha. Nè còn vân tay nè. Chụp hình cam trước cam sau ok hết ha. Để em chụp hình cho nha. Cam sau nè, cam trước nè. Rồi 6S lốt 32 GB giá 1,7 triệu nha cô chú anh chị. Cái này máy đẹp nha, máy đẹp full chức năng. Pin này còn rin luôn, nguyên cây chưa có thay nhưng mà pin còn cầm nha, giá 1,7 triệu. Rồi cây này cũng vậy luôn, con này full chức năng luôn, giá 1,7 triệu cho cô chú anh chị luôn ha, máy đẹp nha. Một triệu bảy cho cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em like dòng rẻ hơn Samsung bên em ha. J7 2016, em có hai cây. Một cây màu trắng với màu gold ha. Cây này thì RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình to, em bán cho cô chú anh chị giá 850 nha. Máy đẹp full chức năng ha. Chụp hình đồ Zalo, Facebook, YouTube đồ ok hết nha. Chụp hình đẹp luôn ha. Đây. Rồi giá 850 nha cô chú anh chị, một cây màu trắng và một cây màu gold. Rồi J700. Này màn hình to ha. Máy đẹp nha. Đây em chụp hình. Lo trong lo ngoài đồ ok hết nha cô chú anh chị. Trước khi em ship hàng cho cô chú anh chị thì em cũng đã bỏ sim vô nghe gọi thử ha. Được kiểm tra hàng trước lúc nhận hàng nha cô chú anh chị. Tiền cọc thì mình cọc thì cũng trừ trực tiếp vào tiền đơn hàng chứ không có mất mát đồng nào hết. Rồi cây này máy đẹp ha, vỏ rin luôn nha, vỏ bị nứt ngay đây miếng nha. Rồi 800k nha, màn hình liền đẹp trên nguyên cây. Rồi tiếp theo em có J7 rim. J7 rim máy đẹp nha, màu hồng. Cái này RAM 3 bộ nhớ 32 nha, RAM 3 bộ nhớ 32. Này có wifi để em mở YouTube cho cô chú anh chị nghe cái test lo luôn ha.
Trời, bát kép rõ ràng luôn nha. Loa rất là trong trẻo, không có rè gì hết ha. Rồi, giá 1 triệu chẳng nha cô chú anh chị. Rồi, dì 6 cộng. Dì 6 cộng này RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình này 6.3 ha. Màu đen. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 1.150.000 nha. Tình trạng máy full chức năng ha. Cam trước cam sau ok hết nha. Máy đẹp 96-97% ha. Không có mớp méo gì hết nha. Chỉ có trầy theo thời gian thôi. Rồi 1.150.000. A7-2018. Em có 2 cây ha. 16 rồi nhớ 128. Máy chụp hình đẹp ha, cam trước cam sau ok nha. Zalo, Facebook, YouTube rồi mình có cài đặt sẵn hết cho khách nha. Rồi RAM 6 bộ nhớ 128 này em bán cho cô chú anh chị giá 1.700.000 nha. C7 2018. Samsung A51. RAM 6 bộ nhớ 128. Cái này màn hình 6.4 nha, pin 4.500. Màn hình đục lỗ. Cam trước cam sau ok ha, máy đẹp nha. Rồi tình trạng máy này đẹp 99% luôn. Cái này tặng cắp sạc nha cô chú anh chị. Rồi cái này vân tay trên màn hình nha. Em bán cho cô chú anh chị giá 2.700.000 ha. Vân tay. Ê, Phan xin lỗi, để em coi lại. Rồi 2.700.000 cho cô chú anh chị nha. Cái này là em bán giá này là giá rẻ nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mua cái máy giống như em, cô chú phải hỏi, cô chú anh chị phải hỏi là còn vân tay trên màn hình không. Còn bên em mà bán còn vân tay trên màn hình là giá chỉ có 2.700.000 thôi. Rồi Samsung A31 em có một cây duy nhất nha, màu xanh đen, còn vân tay đầy đủ cho cô chú anh chị ha. Cây này RAM 6 bộ nhớ 128, pin 5.000 nha cô chú anh chị. Đây em chụp hình nha, máy đẹp keng luôn nha. Cô chú anh chị mình nhận hàng thì được quyền kiểm tra hàng nha. Kiểm tra hàng nhớ test cái màn hình cho kỹ giúp em ha. Đây cái màn hình điện thoại bên em nè, sáng rực rỡ luôn ha. Chụp hình là phải đẹp nha, chụp hình thấy mụn luôn á. Rồi con A31 này em bán cho cô chú anh chị giá 2.400.000. Màn hình tay thỏ. M12. RAM 4 bộ nhớ 64. Pin 5.000. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.000.000 nha. Máy đẹp 97-98% ha. Màu đen nó có dân dân nha. 4 cam vuông. Màn hình tay thỏ, màn hình 6.5 nha cô chú anh chị. Chụp hình là ok nha. Giá 2.000.000 chẳng. Samsung A11 màu đen, RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình đục lỗ.
pin 4.000 nha cô chú anh chị, giá 1.750.000 ha. A50s RAM 4 bộ nhớ 64 Win 4.000, màn hình tai thỏ, màn hình 6.4. Tết cảm ứng à. Tết cam ha. Rồi con này giá 1.9 triệu nha cô chú anh chị. A50s giá 1.9 triệu. A30s RAM 4 bộ nhớ 64 pin 4.000 màn hình 6.4 luôn. Rồi con này giá 1.8 triệu. Giá 1.8 triệu nha cô chú anh chị nha. Máy full chức năng ha. Cam trước cam sau ok. A30s. Rồi giá 1.8 triệu luôn. Rồi Samsung A10 RAM 2 bộ nhớ 32 ha. RAM 2 bộ nhớ 32 pin 4.000. Máy màu xanh. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 2 nha. Máy đẹp ha, chụp hình đẹp luôn. A10 giá 1 triệu 2. Rồi M21. RAM 4 bộ nhớ 64 màn hình 6.4 pin 6.000 nha cô chú anh chị. Này pin trâu nha. Máy không có màn zin, không có trầy xước ám ố gì hết nha. Màn nè. Màn sáng ha. Rồi, còn phần lưng thì nó hơi trầy vậy nha. Con này con trước em nhập bán 2 triệu nhưng con sau này cái lưng nó trầy vậy em bớt cho cô chú anh chị mình mua lưng ha. Rồi, em bán giá 1 triệu 9 luôn. Pin 6.000 cho cô chú anh chị nào cần. Con này hết pin nè. A20. A20 này RAM 332 pin 4.000 ha. Chuyên sạc Type C. Giá 1 triệu 3 cho cô chú anh chị nha. Máy đẹp nha, màu đỏ ha, đỏ cam. Rồi A50 màu xanh. Em có hai cây nha, màu xanh và màu trắng. RAM 464. In 4.000, chân sạc Type C ha. Này anh râu 11 nha cô chú anh chị. Rồi A50 này giá 1 triệu 8 ha. Em 464. Rồi tiếp theo em like Apple đi ha. Apple. Rồi tiếp theo em có con Apple A53 nha. A53 RAM 4+3 bộ nhớ 128 pin 5.000, Android 12 màn hình lục lỗ ha. Màu xanh biển. Có vân tay nữa nha. Màn hình này 6.5 nha. 6.5, 6.6 gì đó. Rồi cây A53 này em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu 250 ha. 2 triệu 2, 2 triệu 250. Máy màu đẹp quá, màu ngọt.
Apple A55s 5G. A55s 5G. A55s 5G này RAM 8 cộng 1, Android 12 ha. Bộ nhớ 256 luôn. Cái này mình lưu trữ đã luôn á. Con này pin 5.000 nha. Màn hình 6.5. Màn hình tay thỏ ha. Có tặng cho cô chú cường lực và ốp lưng trong nha. Cái này máy đẹp 99% luôn á. Cam đó nè. Giá 2 triệu 7 nha cô chú anh chị. A55s 5G giá 2 triệu 7. Renault 2F Android 11 RAM 8 cộng 5, bộ nhớ 128. Pin 5.000 luôn. Máy này chụp hình nè, camera lồi thụt nha. Em đảo lại camera lồi lên đây ha. Máy chụp hình cực đẹp. Máy này có dán cường lực luôn cho cô chú anh chị nha. Renault 2S này giá 2 triệu 7 nha cô chú anh chị. Giá 2 triệu 7. Màu tím, xanh, xanh tím. Oppo A5. Ủa A9, xin lỗi em lộn. A9 RAM 4, bộ nhớ 128, pin 5.000. Con này máy màu tím ha. Còn A9 này em bán cho cô chú anh chị. A9 này em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu mốt ha. Ủa xin lỗi em lộn. A9 này em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 9. 1 triệu 9 nha cô chú anh chị. Còn A9 giá 1 triệu 9. Rồi tiếp theo Apple A7 hay gì đây? Apple A7 Android 8 RAM 4 bộ nhớ 64. Con này màn hình 6.2, 6.3 gì á. Màn hình tay thỏ ha. Con A7 màu xanh rêu này giá 1 triệu 7 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em có con F9 luôn. F9 RAM 6 còn nhớ 128 luôn. Màu đỏ tím ha. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 850 nha. Màu đỏ tím. Apple thì chụp hình lên nó đẹp khỏi chê nha. F9 này giá 1 triệu 850 nha cô chú anh chị. RAM 6 vô nhớ 128. Tiếp theo Oppo AR15. AR15 Android 10 RAM 6 vô nhớ 128. Máy màu đỏ nha. Máy đẹp 97-98% ha. Ở dưới đây nó có cái thanh nằm quẹt lên nha. Cầm trước cầm sau ok. Em test cảm ứng luôn nè. Rồi con Oppo R15 này em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 850 R15 ha.
Rồi tiếp theo em có con A5S ha, màu đỏ luôn, màu đỏ cam. A5S RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình tay thỏ luôn. Màn hình này 6.2, 6.2, 6.3. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 1.250.000, con A5S này ha, 1.250.000 nha. Rồi tiếp theo tới Vivo nha cô chú anh chị. Con này Vivo Y21 nha, máy đẹp can ha, RAM 4 cộng 1, bộ nhớ 64, pin 5000, Android 12. Rồi con này giá 2.150.000 cho cô chú anh chị nha, xanh ánh trắng. Rồi Vivo Y02S, RAM 6, bộ nhớ 128, màn hình 6.5, camera lục lỗ ha, ý màn hình tay thỏ nha. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.3 nha. Con này Redmi 5 Pro nha cô chú anh chị. Con này RAM 6, RAM 8 bộ nhớ 256 ha. Màn hình tay thỏ 4 cam dọc rồi nha. Em có màu tím. Ngày mai em có về màu xanh rêu nữa nha cô chú anh chị. Cái này cần tất cả các loại game nha. Con này dòng Redmi dòng cao ha. Dung lượng cũng cao luôn. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.700.000.